Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm bài khảo sát tại cô lớp đã sắp đến ngày thi rồi. Cô lớp 3 chuẩn bị cho mình một cái đề thi. Mình đã tả về loài vật đó. Mình sẽ kể cho các bạn nhé. Nhà em mới nuôi một con chó, nó tên là Kiki, lông nó màu xám, mắt nó màu đen. Mỗi buổi tối đến, em thường đưa bát cơm cho nó ăn. Nó ăn rất nhiều, y như đói bụng. Em rất vui khi được nuôi một con chó mới. Để chào các bạn nha. Mình sẽ kể bài thi tiếp theo nhé. Góc vườn nhà bà em có một cây mít rất to. Không biết, em rất nhỏ, đã 8 tuổi, nhưng em không biết bà trồng từ bao giờ. Rễ của nó to bằng đùi em, cắm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Thân xù xì. Em ôm xôm xuệ không hết. Lá màu xanh to bằng bàn tay em. Quả khi chín ăn vào rất là ngon. Em sẽ cố gắng chăm sóc cây mít nhà bà em để năm nay nó ra thật nhiều quả. Em rất thích cây mít nhà bà em. Chào các bạn.